Đến nay, các địa phương có đường sắt đi qua mới xóa bỏ được 838 lối đi tự mở. Hiện trên các tuyến đường sắt quốc gia còn tồn tại trên 3.200 lối đi tự mở chưa xóa bỏ. Riêng Hà Tĩnh có hơn 70 km đường sắt Bắc Nam đi qua địa bàn các huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê. Thực hiện lộ trình của chính phủ, Hà Tĩnh đã xóa được 14 trên 101 lối đi tự mở qua đường sắt. Tuy nhiên, theo tính toán của ngành chức năng, để xóa bỏ rứt điểm các lối đi tự mở thì nguồn kinh phí xây dựng các tuyến đường gom hầm chui lên tới trên 170 tỷ đồng. Vì vậy, để đạt mục tiêu đến năm 2025, phải xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở, các địa phương cần ưu tiên bố trí nguồn vốn để xây dựng hàng rào đường gom hầm chui.